đến bây giờ trên thế gian sẽ không còn ai quan trọng với em, cũng bởi vì là anh đó người quan trọng nhất cũng đã đi xa. Từng ngày qua em nhớ anh thật nhiều, nhớ nụ cười, nhớ ánh mắt bờ môi. Từng ngày qua em nghe lòng đó thật đau vì ai đã bỏ rơi em. Nơi giờ phút này đây không ai là quan trọng với em. Nơi giờ phút này đây không ai là quan trọng nữa đâu. Bởi vì anh quan trọng nhất cũng đã lìa xa, thì giờ em biết phải tin vào ai. Nơi giờ phút này đây không ai là quan trọng với em. Nơi giờ phút này đây em sẽ không vì ai đơn đau. Dù em biết sẽ có một ngày anh sẽ nhớ và quay về đây, nhưng em không còn yêu ai. Này đây không...